Nam Nguyễn, xin chào tất cả các bạn độc giả yêu truyện thân mến. Hôm nay mình xin gửi tới các bạn phần 10 của bộ truyện Phụng Hoàng Thần của tác giả Túy Lạc Thiên. Chương 46, mất thần ấn mỗ mỗ lo âu. Kỳ Giao vội cản lại nói: Hãy khoan, bốn đại hán đeo bạc phái Hoa Sơn đã có hai lão tăng và ba lão đạo cùng hai ông già nữa hộ vệ đã xông lên chạy về phía trước. Chúng ta ở đây đón. Nếu tạc nhân theo đuổi thì chúng ta cản trở truy binh. Văn Đế Đế hỏi: Hai bên cũng đuổi tới mà bọn ta chỉ có ba người thì cản trở sao nổi? Thiết Kỳ Sĩ đáp: Bây giờ đành thế này vậy. Đế Đế cản đường chính diện, Kỳ Giao muội ngăn cản mé tả, ta chống đỡ mé hữu. Nơi đây đường hẹp, hai bên đều có núi đá. Nếu địch nhân không đi vòng quanh thì phải bỏ ngựa mới vượt qua được. Kỳ Giao nói: Đành theo kế đó, chúng ta tránh đi, bọn họ tới nơi rồi. Trong bọn này có nhà sư đã gặp Thiết Kỳ Sĩ vừa rồi. Lão thấy chàng liền lớn tiếng hô: Thí chủ chạy lẹ đi, bữa nay đại địch chia ba đường đến cướp đoạt. Thiết Kỳ Sĩ dõng dạc đáp: Xin đại sư xông lẹ về phía trước mà chỉ cần chú ý mặt tiền, còn phía sau để tại hạ ngăn địch. Lão hòa thượng quay đầu nhìn lại thấy hơn 20 kỵ sĩ đuổi tới. Lão không rảnh để ngó đến bọn Thiết Kỳ Sĩ, lập tức đi vào đường hẹp chạy thật nhanh. Kỳ Giao thấy bọn kỳ mã đuổi tới liền song ra, miệng hô: Sĩ ca, bọn này là hai bang quỷ thần, mỗi bang một nửa. Thiết Kỳ Sĩ cười nói: Lượm đá liệng vào chân ngựa, mấy con đi đầu bị thương, những con đi sau tất chạy loạn lên. Như vậy có thể cản trở họ được một lúc. Kỳ Giao cười đáp: Việc gì phải lượm đá, hải nữ đầu của tiểu muội dùng làm ám khí được lắm. Sĩ ca hãy coi đây. Nàng vung tay một cái, mấy điểm dị quang bay ra. Những con ngựa đến gần trong vòng 10 trượng đột nhiên thét lên be be. Bốn con té xuống. Kỵ sĩ bên địch đều là cao thủ hạng nhất, ngựa vừa bị thương bọn chúng đã nhảy ra xông tới. Một đại hán lại gần lớn tiếng quát hỏi: Các ngươi là ai mà dám cản đường bọn ta? Kỳ Giao cười lạt đáp: Ngươi là lão thất ở Quỷ Kỵ Bang, làm gì mà hống hách thế? Có giỏi thì cứ vượt qua đi. Phía sau lại có người xông đến, lạnh lùng quát: Đã dám cản đường tất là có lai lịch, chẳng lẽ các cô không dám nói ra? Kỳ Giao cười đáp: Thần kỵ lão tứ, không ngờ hai bang các vị lại có thể liên thủ làm chuyện buôn bán. Các vị bất tất hỏi tiện thiếp là ai, bữa nay phải làm cho các vị biến thành những con quỷ hồ đồ mới được. Thiết Kỳ Sĩ biết nàng cố ý kéo dài thời gian, lúc này mặt sau người kéo đến rất đông, nhưng bọn cổ mộ môn vẫn bị các nhân vật các phái ngăn chặn. Cả hai đều có người thương vong. Quỷ Kỵ lão thất không nhẫn nại được nữa. Chống kiếm nhảy sổ về phía Kỳ Giao quát lớn: Con A đầu kia, ngươi tưởng đại gia không nỡ hạ thủ bẻ hoa chăng? Kỳ Giao cũng quát lên một tiếng, thân pháp nàng nhanh như điện chớp. Tay mặt đoạn kiếm, tay trái xoay lại đánh trúng lưng Quỷ Kỵ. Úi một tiếng, Quỷ Kỵ lão thất rú lên thê thảm, người hắn lăn ra mé bên ngoài mấy trượng. Thần kỵ lão tứ thấy Quỷ Kỵ lão thất chưa giao thủ một chiêu nào đã bị đánh chết, bất giác chấn động tâm thần, hốt hoảng lùi lại lớn tiếng quát: Cô nương là ai? Kỳ Giao cười lạt đáp: Lão tử muốn biết cũng chẳng khó gì, nhưng phải ưng chịu một điều kiện. Thần kỵ lão tứ lớn tiếng hỏi: Điều kiện gì? Kỳ Giao đáp: Ngoài món tiền mà phái Hoa Sơn bảo vệ, còn vật gì trọng yếu khiến các vị tương tranh? Các hạ có nói ra thì tiện thiếp mới cho biết lai lịch. Thần kỵ lão tứ cười lạt nói: Té ra cô nương không phải là đồng đảng của những người tài bạc. Nếu vậy hà tất cô nương còn đa sự. Bọn tài hạ không muốn kết oán. Thiết Kỳ Sĩ cất tiếng cười hỏi tiếp: Thế lực của tứ kỵ bang trên chốn giang hồ so với cổ mộ môn thế nào? Thần kỵ lão tứ cười khẳng khặc đáp: Cổ mộ môn cuồng ngạo trong võ lâm nhưng không dám khinh miệt tứ kỵ bang. Như vậy các hạ đủ hiểu thế lực của tứ kỵ bang là thế nào. Thiết Kỳ Sĩ cười khanh khách hỏi:
Cổ Mộ Môn không dám gây sự với Tứ Kỵ Bang, nhưng vừa rồi Quỷ Kỵ Lão thất chết về tay nội nhân của tại hạ thì các hạ giải thích thế nào? Thần Kỵ Lão Tứ cười lạt đáp. Các vị đánh chết Quỷ Kỵ Lão thất là các vị tự tìm đường xuống âm phủ. Nhất đàn sư phụ của hắn là Quỷ Thiếu Lão Tổ mà biết ra thì các vị sẽ bị thảm tử không bút nào tả xiết. Thiết Kỳ Sĩ quay lại bảo Kỳ Giao. Kỳ muội, té ra người đứng hậu thuẫn cho Quỷ Kỵ Bang là Quỷ Thiếu Lão Tổ. Đáng tiếc lão không ở đây để mà nếm mùi chết thảm. Thần Kỵ Lão Tứ đột nhiên ngừng đầu nhìn lên bầu trời về phía tây rồi cười lạt nói. Bằng hữu, ông bạn hãy ngó dưới từng mây phía trời tây xem đó là cái gì. Thiết Kỳ Sĩ nhường đầu nhìn thấy một con chim khổng lồ ở dưới từng mây bay tới. Chàng không khỏi kinh dị quay lại hỏi Kỳ Giao. Kỳ muội, con chim gì đó? Kỳ Giao khẽ đáp. Đó là ngốc đầu thiếu. Có người cưỡi trên lưng nó thì phải. Thần Kỳ Lão Tứ cười lạt nói. Đúng rồi, đó là con thần thiếu lớn như giống chim bằng. Người cưỡi trên lưng nó chính là Lão Tổ. Bọn môn đồ Quỷ Kỵ nhìn về phía trời tây đồng thanh hô. Ân sư đã tới. Con quái điểu đột nhiên hạ xuống dường như không phải nó bay tới đây. Thiết Kỳ Sĩ chẳng cần biết Quỷ Thiếu Lão Tổ có đến đây hay không. Chàng dõng dạc cười nói. Bằng hữu, để y đến rồi hãy nói. Các vị kéo cả ổ đi vì chuyện gì? Vạn làng bà có chi đáng kể. Thần Kỳ Lão Tứ cười lạt nói. Cái đó không thể cho ông bạn hay được. Quỷ Thiếu Lão Tổ đã thân hành xuất mã thì nhất định gia sư cũng tới. Lão nhân ra tới rồi là trách nhiệm của bọn tài hạ cũng nhẹ đi. Bây giờ ông bạn không cản trở, bọn ta cũng chẳng rượt theo. Nói chắc với ông bạn chỉ đi trong 20 dặm các vị chết mất xác rồi. Thiết Kỳ Sĩ vẫy tay một cái đoạn lên ngựa lùi lại. Kỳ Giao vội nói. Chúng ta đi lẹ cho kịp những người giữ tiền. Chắc là sắp xảy ra chuyện rồi. Thiết Kỳ Sĩ hỏi. Xảy ra chuyện gì? Kỳ Giao đáp. Sĩ ca không thấy Quỷ Thiếu Lão Tổ đã cho chim thiếu hạ xuống rồi ư. Nhất định lão đã phát giác ra người mang tiền bạc. Thiết Kỳ Sĩ nghe nói cả kinh, xoay mình nhảy ra hô. Mau đi viện trợ họ. Kỳ Giao lắc đầu đáp. Không kịp rồi, bây giờ ta mới biết Tứ Kỵ Bang toàn bộ hậu thuẫn cho nhau. Thiết Kỳ Sĩ hỏi. Kỳ muội nghe người ta nói vậy ư. Kỳ Giao đáp. Khi tiểu muội gặp sĩ ca lần thứ ba, chắc sĩ ca còn nhớ ở chỗ nào chứ? Thiết Kỳ Sĩ đáp. Khi đó ở Hồ Đông Bá sau lúc gặp Lôi Hỏa Thần ta lên Bắc Kinh về đến nửa đường. Kỳ Giao hỏi. Khi ấy tiểu muội còn bảo sĩ ca điều tra mấy nhân vật phi thường. Thiết Kỳ Sĩ gật đầu nói. Tức là điều tra những người hậu đài của Tứ Kỵ Bang. Kỳ Giao nói. Khi ấy tiểu muội vâng lệnh gia phụ đi điều tra ba người cưỡi phi cầm xem họ hành động gì, ngoài một người cưỡi con quái lư đương nhiên còn người khác nữa. Thiết Kỳ Sĩ một mặt dẫn các cô sông về phía trước, một mặt tiếp tục hỏi. Khi ấy kỳ muội còn chưa biết Quỷ Thiếu Lão Tổ là người hậu đài của Quỷ Kỵ Bang phải không? Kỳ Giao đáp. Phải rồi, nhưng cũng biết bọn người này là những kẻ tử thù với lệnh sư và song thân của tiểu muội ngày trước. Thiết Kỳ Sĩ hỏi. Người hậu đài của thần Kỵ Bang là ai? Kỳ Giao đáp. Đã thấy Quỷ Thiếu Lão Tổ chứng minh thì còn ba người nữa cũng đoán ra được. Người hậu đài cho thần Kỵ Bang là thần ưng chân nhân, một đạo nhân cưỡi con thần ưng. Tiên Kỵ Bang thì có một bà già cưỡi con tiên hạc kêu bằng tiên hạc mỗ mỗ. Ngoài ra còn quái lư trượng nhân. Thiết Kỳ Sĩ nói. Ta hiểu rồi. Gia sư và lệnh tôn, lệnh đường đêm hôm ấy không nói gì đã đi ngay, 10 phần có 8 các vị đã biết rõ thành tích những nhân vật ở hậu đài của Tứ Kỵ Bang. Kỳ Giao đáp. Cái đó khó mà đoán được. Lệnh sư cùng gia phụ, gia mỗ tuyệt đối không đi tìm địch nhân để chiến đấu. Công phu tu dưỡng của các vị đã đến trình độ xuất thần. Dù thấy mặt cửu nhân chưa chắc đã chịu động thủ. Ba người đuổi chưa đầy 20 dặm, đột nhiên bên đường thấy hai xác chết lăn ra đó. Văn đế đế kinh hãi nói. Hỏng rồi, đây là các vị hòa thượng đó. Ngoài ra còn một lão già.
Thiết kỵ sĩ thở dài nói. Tắt hơi rồi, chúng ta đến chậm một chút. Kỳ Giao thở dài nói. Bị thương ở đầu, dường như chết về trưởng lực. Thiết kỵ sĩ hỏi. Thử tìm gần đây xem còn người nào chưa chết không. Văn đế đế tiến vào trong rừng phía trước bỗng la lên. Vào coi mau, bốn đại hán chết ở đây. Người bọn họ bị vật gì cào nát ra. Kỳ Giao chạy lại nhìn kinh hãi nói. Đây là vết chảo của quỷ thiếu. Thiết kỵ sĩ đảo mắt nhìn những bụi cỏ chung quanh, miệng la. Ngân tử. Nhiều đỉnh bạc rải rác trong mấy đồng cỏ. Đỉnh nào trên mặt cũng in chữ, mễ. Dưới chữ mễ còn năm chữ nhỏ, văn ngân ngũ thập lang. Kỳ Giao vội nói. Mau thu thập lại xem được bao nhiêu. Thiết kỵ sĩ đáp. 50 lạng một đỉnh thì vạn lạng phải 200 đỉnh. Nhưng quỷ thiếu lão tổ sao không lấy bạc đem đi. Kỳ Giao và văn đế đế vừa đi tìm những đỉnh bạc vừa nói khẽ. Bốn đại hán này bị quỷ thiếu sát hại. Hiển nhiên quỷ thiếu lão tổ chưa phát giác. Chúng ta mau thu lượm đủ số đỉnh bạc rồi đi ngay. Thiết kỵ sĩ lắc đầu đáp. Công việc không phải giản dị như vậy. Chỗ này cách hai xác chết kia không đầy một tầm tên khi nào lão ma lại chẳng ngó thấy. Văn đế đế nói. Chắc có mấy người không thấy, hoặc giả quỷ thiếu lão tổ đang bận đuổi theo tàn sát. Kỳ Giao đáp. Nếu vậy chúng ta mau rời khỏi nơi đây, chắc lão ma sắp trở lại. Thiết kỵ sĩ nói. Sợ gì, ta còn mong hắn quay về. Lão ma này thủ đoạn tàn ác. Ta phải liều mạng với hắn. Hai cô tìm hồi lâu và tính số mục mới thấy 197 đỉnh bạc. Kỳ Giao hằng dạng nói. Còn thiếu 3 đỉnh nữa. Thiết kỵ sĩ nói. Tiếp tục kiếm nữa đi. Vì trong đỉnh bạc có điều bí mật thiếu một đỉnh cũng không được, tức là để phòng vụ bí mật nằm vào những đỉnh tìm không thấy. Kỳ Giao nói. Những đỉnh bạc này lớn rất dễ tìm. Thực không còn nữa. Bỗng nhiên thanh âm một mụ già cất lên. Bọn hài tử kia, đa ta các ngươi, lão thân đến chậm một bước để lão ma hạ thủ trước mất rồi. Thiết kỵ sĩ nghe tiếng liền ngó vào trong rừng ở mé bên, bỗng thấy một bà già dẫn 5 người đứng tuổi đi ra. Chàng lớn tiếng hỏi. Mỗ mỗ là ai? Kỳ Giao đột nhiên lớn tiếng hô. Mễ mỗ mỗ. Mụ già lại gần thở dài nói. Con nhỏ kia, ngươi nhận được lão thân ư? Kỳ Giao tiến lại đáp. Mỗ mỗ, chỉ mất có 3 đỉnh thôi. Nguyên mụ là chủ nhân những đỉnh bạc này. Mụ thở dài nói. Hảo nữ nhi, vật quan trọng chắc bị quỷ thiếu lão quỷ lấy đem đi rồi. Mụ nhìn 5 người đứng tuổi vẫy tay nói. Các ngươi mau thu lại. Bây giờ không rảnh để tra xét nữa. Về trang rồi sẽ tính. Thiết kỵ sĩ tiến lại thi lễ nói. Mỗ mỗ. Vãn bối là thiết kỵ sĩ xin bái kiến. Mụ già gật đầu đáp. Ngươi quả là con rồng trong loài người. Hài tử, lệnh sư đã ở tể trang. Ngươi hãy đi theo lão thân. Thiết kỵ sĩ hằng dạng nói. Mỗ mỗ, mỗ mỗ có nhận biết ra sư ư? Mễ mỗ mỗ cười đáp. Nếu không phải lệnh sư nói tướng mạo ngươi, thêm vào ngươi đi với Kỳ Giao thì lão thân cũng không biết. Thiết kỵ sĩ nói. Mỗ mỗ, mặt sau còn có bọn cổ mộ môn vây đánh. Mễ mỗ mỗ nói. Lão thân đã phái người đi viện trợ. Chắc bây giờ đánh lui địch nhân rồi. Thiết kỵ sĩ không nói nữa liền đi theo mụ già và 5 người đứng tuổi. Nhưng đi được một quãng, bỗng chàng la lên. Còn mấy người lạc lõng nơi đâu chưa rõ. Mụ già đáp. Kim giáp thần đã cứu ra hết. Nếu không có kim giáp thần thì lão thân cũng không địch nổi quỷ thiếu lão quỷ. Tuy việc qua rồi, nhưng trong lòng thiết kỵ sĩ vẫn băn khoăn vì chưa hiểu chuyện bí mật trong những đỉnh bạc mà chàng lại không tiện hỏi mụ già, đành ôm mối hoài nghi theo mụ lên đường. Chạy luôn 2 ngày trời, tối hôm sau ra đến Đồng Quan, qua sông Hoàng Hà vào lúc hoàng hôn, tới một đại trang viện phong cảnh rất xinh đẹp, mụ già quay lại nói. Bọn nhỏ kia. Trang viện của lão thân đây rồi. Các ngươi vào đi. Trong trang đã thắp đèn hồng sáng trưng. Thiết kỵ sĩ được dẫn vào tòa đại sảnh.
Chàng dương mắt lên nhìn thấy bốn vị lão nhân ngồi trong nhà. Trong đám đông này có một vị đặc biệt cao lớn. Kỳ Giao nhìn Thiết Kỳ Sĩ và Văn Đế Đế nói. Lão già cao lớn kia là Kim Giáp Thần. Phụng Hoàng Thần, Hải Mẫu đều ở cả đây. Thiết Kỳ Sĩ vội tiến lại thi lễ. Phụng Hoàng Thần ngó thấy ái đồ liền nói. Tiểu hoạt đầu, ngươi lại chào lão to con này đi. Lão là Kim Giáp Thần đó. Thiết Kỳ Sĩ tiến lại thi lễ lớn tiếng hô. Kim bá bá. Kim Giáp Thần cười rộ nói. Ngươi đã được nương nương ban hiệu cho là Ngọc Phụng Hoàng ư. Lão phu coi không ra, ngươi lại giỏi hơn lão hoạt đầu. Thiết Kỳ Sĩ cung kính đáp. Vãn bối không dám. Hải Thần cười hỏi. Ngươi có gặp quỷ thiếu lão quỷ không? Kỳ Giao đáp. Hải Nhi chỉ ngó thấy lão trên không. Hải Mẫu hỏi. Hắn đã đoạn mất ngũ lôi thần ấn rồi ư? Kỳ Giao kinh hãi hỏi lại. Trong bà có giấu ngũ lôi thần ấn hay sao? Mễ Mỗ Mỗ thở dài đáp. Các vị hảo hữu lại giấu luôn cả đám trẻ. Đó là việc không nên. Già tỷ không giấu chúng thì có khi chúng lấy được rồi. Hải Thần nghiêm nghị hỏi. Lão muội tử, bảo vận của phái Hoa Sơn lấy được bọn hải tử không hiểu. Nhất đàn chúng biết mà hạ thủ thì bọn ta còn mặt mũi nào nhìn thấy bọn lão muội tử nữa. Mễ Mỗ Mỗ thở dài nói. Bây giờ bị ma đầu lấy mắt, e rằng suốt đời bất lợi cho chúng ta. Phụng Hoàng Thần hỏi. Mất thật rồi ư. Mễ Mỗ Mỗ liền quay lại bảo năm hán tử trung niên. Kiểm lại coi. Một đại hán hỏi. Tổ mẫu, điều tra bằng cách nào? Mễ Mỗ Mỗ đáp. Trong đó có một đỉnh, chữ mễ thiếu một điểm. Nếu quả đỉnh đó còn là chưa mất. Chương 47, Thiết Kỳ Sĩ hăm dọa quan binh. Hải Thần nhìn con gái bảo. Kỳ Nhi, ngươi và Văn Nhi cũng giúp vào việc điều tra đi. Kỳ Giao hỏi. Vụ này là thế nào đây? Mễ Mỗ Mỗ đáp. Hải Nhi, cứ tra xong rồi ta sẽ cho ngươi hay. 10 phần có đến 8 là mất rồi. Đã thiếu 3 đỉnh thì hiển nhiên bị lão quỷ lấy đem đi. Lão quỷ đó rất tinh ma. Kim Giáp Thần lắc đầu nói. Nếu lão quỷ đắc thủ thì hắn còn đuổi bọn người trốn thoát làm chi? Khi ta động thủ với hắn, hắn đã thật tình liều mạng. Mễ Mỗ Mỗ hỏi. Tình hình các vị động thủ ra sao? Kim Giáp Thần cả cười đáp. Quỷ thiếu âm đinh của hắn tuy so với ngày trước đã tiến bộ hơn, nhưng vẫn không đâm thấu qua kim giáp của ta được. Hắn phát ra 3 cây đinh chưa thành công rồi cưỡi quỷ thiếu bay đi. Năm đại hán trung niên và 2 cô gái kiểm tra 2 lượt rồi đồng thanh nói. Các chữ, mễ, đều không thiếu nét nào. Hải Thần thở dài nói. Thế là mất thật rồi. Thiết Kỳ Sĩ nhìn Kỳ Giao hỏi. Có khi các cô chưa tìm kỹ trong đống cỏ. Kỳ Giao đáp. Trên mặt đất chỉ còn cỏ, cả đá cũng không có. Những đỉnh bạc lớn thế này khi nào không ngó thấy. Mễ Mỗ Mỗ nói. Ngoài đó còn những người thu thi thể mai táng. Nếu 3 đỉnh kia còn lẫn trong cỏ tất bọn họ cũng phát hiện. Hải Thần đứng lên nói. Ta lại đưa bọn hải tử tới chỗ đó để điều tra lần nữa. Ngũ lôi thần ấn là vật rất hệ trong, tuy chưa ai hiểu cách tác dụng, nhưng lâu ngày tất họ cũng biết chỗ huyền diệu. Mễ Mỗ Mỗ nói. Đại ca còn cử động làm chi cho mất công. Hãy chờ toán thứ 2 về rồi sẽ bàn. Lúc này đã dọn tiệc rượu, cả nhà bất phân già trẻ ngồi vào bàn vừa ăn uống vừa nói chuyện. Kỳ Giao đang uống rượu không nhịn được lại nhìn Mễ Mỗ Mỗ hỏi. Mỗ Mỗ, lão nhân gia có kể lại tình hình đã qua được chăng? Mễ Mỗ Mỗ thở dài đáp. Bảo vật này của trưởng môn nhân tệ phái. Khi ở đáy biển Bắc Hải tìm vật khác mà phát hiện ra. Lấy được rồi lão nhân gia sợ xảy ra chuyện bất trắc liền phái người báo tin cho lão thân hay và xin chỉ thị đặt kế hoạch đưa về. Kỳ Giao hỏi. Thế rồi lão tiền bối mời người ta đến đưa về ư? Mễ Mỗ Mỗ đáp. Lão thân nhận thấy là việc ngẫu nhiên vì muốn thận trọng lập tức phái người thông chi cho trưởng môn bảo y đến tiền trang ở Liêu Đông đưa ra 1 vạn lạng bạc đúc thành những đỉnh 50 lạng.
Vì sợ lẫn lộn vào những đỉnh bạc khác nên đỉnh nào cũng đúc chữ mễ. Ngũ lôi thần ấn giấu vào trong một đỉnh khắc chữ mễ thiếu một nét, tưởng là giữ kín lắm rồi. Thiết kỳ sĩ nói. Thế mà vẫn bị tiết lộ. Mễ mỗ mỗ thở dài đáp. Vì sao mà tiết lộ thì đến nay vẫn chưa rõ. Thiết kỳ sĩ nhìn hải thần nói. Nhạc phụ, ngũ lôi thần ấn có tác dụng gì? Hải thần trịnh trọng đáp. Tiên vận này thần bí khôn lường. Thiết kỳ sĩ thấy vẻ mặt nhạc phụ trịnh trọng liền hỏi tiếp. Thần diệu ở chỗ nào? Hải thần đáp. Đó là một bảo vật của tiên nhân đời xưa luyện thành. Quả ấn vuông vắn chừng một tắc trên có bốn chữ cổ tự, lôi điện phong vân. Bốn mặt còn khắc lôi phù, điện phù, phong phù và vân phù. Ai hiểu được bốn đạo thần phù tế lên trời lập tức sấn chớp ầm ầm, gió dập mưa dồn làm tan bía vỡ đá, không gì ngăn cản được. Uy lực này rất tiện dụng cho người võ lâm, còn ai dám chống lại nữa? Phụng Hoàng thần cười nói. Muốn hiểu chỗ diệu dụng về tứ phù phải mất trăm năm. Nếu là việc dễ dàng thì ta chẳng dám ngồi đây uống rượu nữa. Thiết kỳ sĩ nói. Lão nhân gia vốn chẳng để tâm chuyện gì, nhưng đồ nhi lại không thế. Dứt lời chàng đứng dậy nhìn kỳ giao nói. Kỳ muội dẫn văn muội đi thôi. Phụng Hoàng thần vội hỏi. Tiểu hoạt đầu, các ngươi định đi đâu? Thiết kỳ sĩ đáp. Lại đến chỗ cũ sục tìm cẩn thận lần nữa. Phụng Hoàng thần nói. Nhưng ngươi còn việc cần thiết phải làm ngay. Thiết kỳ sĩ hỏi. Việc gì? Phụng Hoàng thần hỏi lại. Cẩm nang ta gửi cho ngươi đâu? Thiết kỳ sĩ đáp. Ở trong mình đệ tử. Nếu quả là việc gấp thì sao lão nhân gia không nói thẳng ra mà còn dùng cẩm nang? Hải thần xen vào. Sĩ nhi, ngươi đã biết việc Tây Vực tiến công Thanh Đình rồi chứ? Thiết kỳ sĩ gật đầu đáp. Tiến công một trái ẩn hình châu. Hải thần nói. Ẩn hình châu so với ẩn thân pháp gì đó còn mạnh hơn gấp trăm lần. Hiển hình kính cũng không soi thấy được. Thiết kỳ sĩ nói. Hiện giờ vật đó đã đến tay Hoàng đế Mãn Thanh rồi. Hải thần đáp. Tây Vực quốc vương không phải hạng ngu ngốc, y đã chịu đem bảo vật trọng yếu đó tiến cống cho Thanh Đình, sao Thanh Đình còn phái trọng binh đến trấn át bờ cõi nước họ? Thiết kỳ sĩ ngạc nhiên hỏi. Bảo vật đó là giả hay sao? Hải thần đáp. Giả thì không giả nhưng chỉ là trái phụ, còn trái chính vẫn ở Sơ Lạc quốc bên Tây Vực. Kỳ giao hỏi. Làm thế nào để chứng minh là trái phụ? Trái phụ với trái chính có chỗ nào khác nhau? Hải thần đáp. Mang trái phụ ở trong mình rồi vận chân khí thi triển trong giây lát là lại rõ hình tượng. Còn trái chính có thể ẩn được một giờ. Hiện nay rất nhiều bậc lão tiền bối võ lâm chạy sang Tây Vực, họ đều mưu đồ lấy được trái chính. Thiết kỳ sĩ nói. Khi ở Bắc Kinh tiểu tế đã tha một tay cao thủ ở Sơ Lạc quốc nhưng y chưa nhắc tới ẩn hình châu. Hải thần cười đáp. Sơ Lạc quốc sợ Thanh Đình nhận xét thấy trái châu có tận nên phái cao thủ đến để dò la động tĩnh. Có khi họ còn muốn biết Thanh Đình có ý cử binh đến Tây Vực nữa chăng? Thiết kỳ sĩ hỏi. Thế thì đúng rồi, vậy đồ đệ phải làm thế nào? Phụng Hoàng thần đáp. Ẩn hình châu rất là đắc dụng, ngũ lôi ấn đã ăn thua gì, ngươi thử tính xem đằng nào lợi hơn, nói tóm lại việc võ lâm hiện nay là ở trong tay các ngươi. Còn bọn già nuôi chúng ta trừ phi có việc gì đổ lên đầu, không thì chẳng hơi đâu mà can thiệp. Thiết kỳ sĩ nhìn mễ mỗ mỗ cáo từ nói. Đa tạ mỗ mỗ, bây giờ bọn vãn bối lên đường đi về phía tây, khi trở về sẽ ghé vấn an mỗ mỗ. Mễ mỗ mỗ cười ha hà nói. Lão thân chúc tiểu ca sẽ thành công một cách thuận lợi bên Tây Vực. Ba người liền thượng lộ ngày đêm qua Hoa Âm vào lúc trời sáng. Đến ngày thứ ba mới tới Trường An liền theo dọc bờ sông Vị Hà đi về phía Tây. Dọc đường không có chuyện gì xảy ra. Ba người đi tới bờ cõi tỉnh Thanh Hải mới nghỉ lại nửa ngày ở thành Đồng Nhân. Giữa trưa ba người ăn cơm xong, Thiết kỳ sĩ nhìn kỳ giao nói. Buổi chiều nay không đi nữa. Hai cô hãy tắm rửa thay đổi quần áo.
Ta đi hỏi nhà điếm đường tắt tiến về phía tây đồng thời mua ít đồ vật. Kỳ Giao hỏi. Mua gì? Thiết Kỳ Sĩ đáp. Mình mới ra khỏi nội địa cơm nước ở biên cương ăn không quen. Ta muốn mua một cái túi đựng lương khô và thức ăn mặn. Kỳ Giao cười nói. Công tử gia, hiện nay đang tiết mùa đông thì còn được. Nếu là mùa nóng thì những đồ ăn dự bị sẽ thiêu hết. Thiết Kỳ Sĩ cười nói. Đáng tiếc là không có nhị lang theo đi, mình mua nhiều chẳng ai mang nổi. Chàng đi rồi, Kỳ Giao nhìn Văn Đế Đế cười nói. Muội muội thay đổi quần áo. Ta ra kêu bộc phụ lấy nước. Văn Đế Đế đáp. Sĩ ca cũng phải tắm cho sạch sẽ. Y trở về Kỳ Thư bức bách y, không thì y cứ lì ra chẳng chịu tắm rửa. Kỳ Giao nói. Nếu y không tắm thì chúng ta bảo y ra phòng khác mà nằm. Chẳng mấy chốc đã qua giờ thân. Hai cô chuẩn bị xong cả rồi, Thiết Kỳ Sĩ vẫn chưa về điếm, hai cô đang ngồi chờ chàng về ăn cơm, bỗng thấy điếm ra hoang mang vào đẩy cửa nói. Nhị vị cô nương, quan binh đến mở cuộc điều tra. Kỳ Giao hỏi. Điều tra cái gì? Điếm ra đáp. Đấy là địa khu thuộc phạm vi triều đình mà lại là chốn biên cương nên có đại đội đồn trú. Đêm nào quan binh cũng đến tra xét. Kỳ Giao gật đầu nói. Không sao đâu, cứ để họ vào đây kiểm tra. Gia nhân ra rồi, Văn Đế Đế lấy làm kỳ hỏi. Địa giới của Thanh Đình đến đây thôi ư, tiếp tục đi về phía tây thuộc về quản hạt nước nào? Kỳ Giao đáp. Đó là địa phương của người hồi tộc. Chẳng bao lâu nữa Thanh Đình sẽ phái binh chinh phục. Văn Đế Đế hỏi. Quan binh đến điều tra thì chúng ta đối phó bằng cách nào? Kỳ Giao đáp. Chúng ta chỉ bảo ở nội địa tới đây là xong. Bỗng nghe thanh âm của Thiết Kỳ Sĩ ở ngoài cửa vang lên. Kỳ muội mở cửa ra. Kỳ Giao mở cửa rồi cười hỏi. Sĩ ca đi lâu quá, làm gì tới bây giờ mới trở về? Thiết Kỳ Sĩ cầm một cái túi lớn đặt xuống bàn cười đáp. Đi làm một việc. Văn Đế Đế hỏi. Việc gì? Thiết Kỳ Sĩ cười đáp. Có hai nhà buôn ở nội địa tới bị mấy tên quan binh bắt. Bây giờ vẫn chưa điều tra được họ đưa đi đâu. Đến đêm hãy ra ngoài dò xét. Kỳ Giao hỏi. Quan binh bắt người loạn xạ ư? Thiết Kỳ Sĩ đáp. Đây là chốn biên cương nên Thanh Đình đề phòng bọn gian tế rất nghiêm mật. Hễ thấy người khả nghi là họ bắt giữ tra hỏi rất kỹ, nhưng cũng không tránh khỏi có người bị oan ức. Kỳ Giao nói. Nghe nói đến đêm sẽ có quan binh tới tra xét khách điếm. Kỳ Sĩ cười đáp. Tra xét một lượt còn khá. Mình đi một ngày nữa. Đó mới chính là địa khu biên giới, mỗi đêm quan binh tra xét đến mấy lần. Kỳ Giao hỏi. Ngoài bờ cõi có động tĩnh gì? Thiết Kỳ Sĩ đáp. Địa khu đó cực kỳ phức tạp. Bọn Mông Cổ phái trọng binh canh gác từ dãy núi Ba Nhan Khách Lạp trở lên phương Bắc. Còn mé Nam Sơn Mạch này thì quân hồi tộc đồn trú rất nhiều. Thêm vào trọng binh của Thanh Đình đồn trú, trên dải đất này chỉ đụng chạm một chút là bùng nổ chiến tranh. Đột nhiên bên ngoài sảnh đường có tiếng người huyên náo. Thiết Kỳ Sĩ mở cửa ra dòm thấy một đội quan binh đang quát tháo om sòm. Chàng liền kêu một tên tiểu nhị lại hỏi. Tiểu nhị ca, quan binh làm gì mà rức lác thế? Tiểu nhị khẽ đáp. Bà Tổng gia thân hành dẫn quân đến tra điếm. Lão gia đòi bao nhiêu khách trò phải ra cả mặt trước để khám xét. Không biết làm thế nào. Thiết Kỳ Sĩ nghe nói liền chạy ra thấy một đại hán có vẻ là một tiểu quan dẫn mười mấy tên thanh binh đang lớn tiếng quát tháo. Chàng liền tiến lại hỏi. Đây phải chăng là vị bà Tổng? Đại hán toàn thân võ phục một tay cầm yêu đao trầm giọng hỏi. Ngươi là ai? Thiết Kỳ Sĩ đáp. Tài hạ ở Bắc Kinh tới đây. Xin hỏi các hạ là thuộc hạ của ai? Đại hán nghe chàng nói ở Bắc Kinh tới. Hai chữ Bắc Kinh quả có hiệu lực. Gã vội đáp. Bản nhân là bộ hạ của Trấn Tây tướng quân. Ông bạn muốn hỏi gì? Thiết Kỳ Sĩ đáp. Tài hạ là Thiết Kỳ Sĩ có việc cầu kiến tướng quân, mong các hạ dẫn tới. Đại hán đáp. Bản nhân phụ trách việc tuần tra,
Hiện giờ không được rảnh. Đồng thời chỗ ở của tướng quân không phải tại trong thành. Thiết kỳ sĩ hỏi. Vậy tướng quân đóng ở đâu? Đại hán đáp. Ở trấn Thiết Ngoá cách thành khá xa. Thiết kỳ sĩ hỏi. Ai là người phòng thủ ở bản thành? Đại hán trầm giọng đáp. Tình hình trong quân ông bạn không thể hỏi nhiều được. Thiết kỳ sĩ cười lạt hỏi. Trước mặt Khang Hy Hoàng đế tại hạ muốn hỏi gì cũng được. Các hạ mới là một tên bà tổng nhỏ bé sao dám kháng cự mà không trả lời. Đại hán gầm lên. Ngươi đừng tưởng ở Bắc Kinh đến là có thể hăm dọa được bản tổng. Biết điều thì lui ra, nếu không bản nhân sẽ bắt ngươi như bắt tên gian tế để tra hỏi. Thiết kỳ sĩ mỉm cười đáp. Hay lắm, mời các hạ bắt tại hạ đi. Đại hán không dám bắt. Gã đang ở vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thì đột nhiên ngoài điếm có tiếng vó ngựa vang lên. Một tên thanh binh lớn tiếng hô. Lão tổng, chắc là Bách tổng đến rồi. Đại hán vội xoay mình ra ngoài điếm coi, miệng lớn tiếng hô. Trình Bách tổng, trong điếm này có gã thiếu niên rất khả nghi. Ngoài điếm một vị quan quân tráng niên tiến lại. Đại hán liền dẫn đến trước mặt thiết kỳ sĩ. Hắn nhìn chàng một lúc rồi hỏi. Ngươi là ai? Đại hán liền nói ngay. Bẩm Bách tổng, gã tên gọi thiết kỳ sĩ. Gã nói ở Bắc Kinh tới đây muốn ra mắt tướng quân. Viên quan quân này nghe nói ra chiều suy nghĩ rồi quay lại bảo gã đại hán. Hà bà tổng đi mời thiên tổng tới đây. Đại hán vâng dạ xoay mình toan cất bước. Thiết kỳ sĩ cản lại dõng dạc nói. Bất tất phải đi nữa. Thiên tổng đến cũng chẳng ích gì. Chỉ có tướng quân thân hành đến đây thì hoặc giả biết được tại hạ là ai chăng. Bách tổng liền biết ngay tình hình có điều khác lạ vội hòa hoãn lại hỏi. Các hạ có việc chi cần gặp tướng quân. Nơi đây là chốn biên thùy, tướng quân không tiện ly vị một cách khinh suất. Thiết kỳ sĩ đáp. Nếu vậy các vị về đi, bất tất phải tra xét điếm này nữa. Đồng thời hòa tốc phái người bẩm với tướng quân, nói là thiết kỳ sĩ ở đây muốn gặp. Bách tổng liên thanh đáp. Tiểu tướng xin tuân mệnh. Hắn quay lại bảo bà tổng. Hà bà tổng dẫn người tiếp tục cuộc điều tra. Còn điếm này khỏi xét hỏi gì nữa. Hắn nói xong nhìn thiết kỳ sĩ cất giọng cung kính. Vừa rồi chắc bà tổng có điều mạo phạm. Mong đại nhân lượng thứ. Thiết kỳ sĩ vẫy tay đáp. Không biết là không có lỗi. Bách tổng cứ về đi. Những khách trò trong điếm không hiểu chàng là nhân vật thế nào mà oai phong như vậy. Ai cũng lộ vẻ kinh dị. Thiết kỳ sĩ về phòng không nhịn được nổi lên một chàng cười khanh khách. Kỳ giao hỏi. Sĩ ca cười gì vậy? Thiết kỳ sĩ đáp. Thanh binh bị ta hăm bỏ đi hết rồi. Chương 48, rừng Tê Ngưu xuất hiện Tê Ngưu Vương. Văn đế đế hỏi. Sĩ ca, bà tổng là cái gì? Thiết kỳ sĩ đáp. Quan chế nhà Mãn Thanh rất phức tạp ta cũng không hiểu. Đại khái người coi không đủ 100 quân là bà tổng, trên 100 quân là bách tổng, có ngàn quân là thiên tổng. Văn đế đế cười khanh khách nói. Vậy quan coi trên vạn người là vạn tổng. Thiết kỳ sĩ cười đáp. Không phải thế. Trên thiên tổng là phó tướng, trên nữa là tham tướng, trên nữa là hiệp hợp, trấn đài, đề thai đài. Thai tức là đề đốc, trên đề đốc là tổng đốc, đó là nói về thứ bậc, ngoài ra không thuộc thứ bậc thì còn có trấn thủ ti. Một người đơn độc phải đến trông coi cả một vùng là tướng quân tỉ như trấn tây tướng quân. Những người đặc phái đến không có địa vực rõ rệt, chỉ cần coi quân tình trọng yếu thế nào. Còn mỗi địa khu lại có một đề đốc quân môn. Văn đế đế cười hỏi. Tiểu muội ở trong này nghe tiếng đại ca nói muốn gặp tướng quân phải không? Thiết kỳ sĩ đáp. Ta nghe nói có hai người chưa được cứu ra và áp giải đến chỗ tướng quân đó. Kỳ giao hỏi. Nếu vị tướng công kia chưa hiểu lai lịch sĩ ca thì sao? Thiết kỳ sĩ đáp. Hãy đi đường rõ rệt trước, nếu rõ rệt không xong thì đến đêm lại đi đường ngầm. Kỳ giao hỏi. Hai người ấy là ai? Thiết kỳ sĩ đáp. Nói khẽ một chút, đó là dòng dõi bậc trung lương đời Tiền Minh.
Họ đến đây để mai danh ẩn tích mà thực ra còn có chí phản thanh phục minh. Tuy biết rõ mưu đồ của họ khó lòng thành công nhưng chí khí cũng đáng khen. Kỳ Giao nói. Hai người đó mà muốn phản thanh thì họ điên rồi. Thiết Kỳ Sĩ đáp. Không hẳn thế, nghe nói bọn họ còn rất nhiều thế lực ở miền biên giới Tây Cương. Văn Đế Đế nói. Nếu biết sớm đến biên cương có việc cần phải giao thiệp với quan nha thì nên yêu cầu Ngũ Vương Tử đưa tín vật cho, há chẳng phải dễ dàng. Thiết Kỳ Sĩ cười đáp. Ta không muốn ỷ vào thế lực Thanh Đình. Những văn võ quan viên ở Thanh Đình mà làm bậy ta cũng lấy đầu bọn chúng. Hôm sau vừa ăn cơm sáng xong, bỗng thấy gia nhân đứng ngoài cửa hô. Thiết tướng công, có khách đến bái phòng tướng công đó. Thiết Kỳ Sĩ nghe nói liền dậy mở cửa, ngó thấy bên ngoài có một người đứng tuổi thanh y tiểu mạo đứng đó, liền hỏi. Có phải các hạ không? Xin vào trong này. Hán tử trung niên vào phòng rồi, Thiết Kỳ Sĩ đóng cửa lại nói. Mời các hạ ngồi, quý tính là gì? Người kia ngồi xuống đáp. Thiết Đại Hiệp, tại hạ là Kha Đô Vĩnh, vâng lệnh trấn thủ đến đây. Nghe giọng lưỡi thì hắn là trấn Tây tướng quân mà là người Mãn. Thiết Kỳ Sĩ chắp tay nói. Té ra là tướng quân, tại hạ thất kính rồi. Kỳ Giao bưng trà lại nói tiếp. Tướng quân không đem theo tùy tùng như vậy há chẳng nguy hiểm ư? Kha tướng quân lắc đầu đáp. Tại hạ có đem theo mấy nhân viên nhưng để cả bên ngoài. Đêm qua tại hạ được tin báo Thiết Đại Hiệp ở đây nên vội phóng ngựa chạy tới. Đại Hiệp có điều chi dạy bảo. Thiết Kỳ Sĩ nói. Tại hạ không biết tướng quân đóng binh ở Thiên Ngoã Tự. Tại hạ muốn đến bái phòng, nhưng sợ có điều bất tiện, vì vậy phải nhờ người thông bẩm trước, không ngờ tướng quân lại tới rồi. Kha tướng quân đáp. Đại Hiệp là khách quý của Hoàng thượng. Khi nào Kha mỗ dám lao động Đại Hiệp? Nếu Đại Hiệp có điều chi sai bảo xin cứ dặn một tiếng. Thiết Kỳ Sĩ nói. Không dám, tại hạ có việc nhỏ muốn thỉnh cầu tướng quân giúp cho. Kha tướng quân vội hỏi. Việc gì? Thiết Kỳ Sĩ đáp. Tại hạ có hai thanh niên, một người họ Cổ, một người họ Trương. Nghe nói chúng bị thuộc hạ của tướng quân bắt đưa đi. Kha tướng quân hỏi. Có phải là Cổ Phóng Thiên và Trương Tiền Pháp không? Thiết Kỳ Sĩ gật đầu hỏi lại. Đúng rồi, không hiểu hai tên đó phạm tội gì. Kha tướng quân thở dài đáp. Tại hạ cũng hồ đồ không rõ. Chỉ nghe thuộc hạ nói là di nghiệt của nhà Tiền Minh. Thôi được, Thiết Đại Hiệp đã bảo đảm thì bản nhân về buông tha ngay. Thiết Kỳ Sĩ nói. Đa tạ các hạ đã thuận tình. Thiết Mỗ cảm kích vô cùng. Còn một việc tiện đây xin mách tướng quân. E rằng Ngũ Vương Tử bất nhật sẽ tới biên cương. Tướng quân mà không ước thúc bọn họ để ngũ ra thấy có chuyện gì lầm lỡ là bất lợi cho tướng quân đó. Kha tướng quân nghe nói biến sắc đứng dậy chắp tay đáp. Thiết Đại Hiệp, tại hạ vẫn có tin tức từ kinh sư đưa tới, biết rõ Đại Hiệp có mối giao kết với ngũ gia. Nếu ngũ gia tới đây, mong rằng Đại Hiệp che chở nói cho mấy câu. Thiết Kỳ Sĩ đáp. Cái đó thì hẳn rồi. Tướng quân cứ yên giả. Kha tướng quân thấy chàng bưng trà mời khách liền cáo biệt lui ra. Kỳ Giao đóng cửa lại cười khúc khích nhìn Thiết Kỳ Sĩ nói. Sĩ ca ác quá, làm hắn sợ hết hồn. Thiết Kỳ Sĩ cười đáp. Không làm thế thì bách tính ở miền biên cương còn gặp tai hại. Bây giờ chắc chúng không dám làm loạn nữa. Văn Đế Đế hỏi. Bữa nay chúng ta chưa đi được ư? Thiết Kỳ Sĩ đáp. Không, ta để giấy lại đây. Hai lão Cổ, Trương được tha rồi nhất định tìm tới đây, thấy có chữ của ta là không tìm kiếm nữa. Kỳ Giao nói. Chúng ta là người nội địa mà qua Tây Vực e rằng còn lắm chuyện phiền phức. Thiết Kỳ Sĩ đáp. Phiền phức thì không sao tránh khỏi. Mình tới đâu hay đó. Ba người tính tiền trả nhà điếm rồi theo đường Đồng Nhân tiến về phía Tây. Qua sông Hoàng Hà tới Lăng Hải. Tính ra đã mất 5 ngày. Giữa trưa hôm ấy ba người tiến vào một thị trấn ở bên hồ kêu bằng A Nha Khô Nhĩ. Tình hình thị trấn này khác hẳn nội địa.
Tuy cũng có người mãn mở khách sạn và quán bán hàng nhưng nhất thiết đồ ăn uống không giống nội địa. Văn Đế Đế khẽ hỏi Kỳ Giao. Thư Thư đã đến Tây Cương bao giờ chưa? Kỳ Giao mỉm cười gật đầu đáp. Đây là lần thứ tư rồi. Văn Đế Đế nói. Trước nay tiểu muội chỉ quanh quẩn trong nội địa không tính đến chuyện ra ngoài biên cương. Bây giờ tuy mới ra ngoài một chút đã cảm thấy đường đất mông mênh. Thư Thư có hiểu những câu phương ngôn của dân tộc miền biên giới không? Kỳ Giao đáp. Ra ngoài biên cương thì hiểu mấy câu là được rồi. Dĩ nhiên bọn ta dùng Hán văn và quan thoại làm chủ thứ đến Mông ngữ, Mãn ngữ, Hồi ngữ, Tạng ngữ và Miêu ngữ. Ngữ ngôn của họ tuy có khác biệt nhưng đại khái có thể hiểu được. Nếu mỗi bộ lạc nhỏ cũng học cho rành thì phải 30 năm chưa hết. Thiết Kỳ Sĩ cười nói. Có người hiểu tiếng địa phương khá nhiều là hay lắm. Mấy bữa đầu ta chán quá, không ngờ một bà vợ lại là tay biết nhiều thứ tiếng. Kỳ Giao phì một tiếng rồi cười nói. Mặt dày quá chẳng biết thẹn thùng gì hết. Miệng nói toàn giọng thô tục. Vợ tuôn ra không ngớt. Thiết Kỳ Sĩ mỉm cười đáp. Chẳng là bà lớn cũng là bà nhỏ chứ đâu phải cô nương. Ba người tìm vào khách sạn, nhưng ở trong khách sạn lại không bán cơm. Đó là chỗ bất đồng. Ba người mướn phòng rồi ra ngoài tìm chỗ ăn. Nhà quán rất đơn giản, ngoài miến và cơm thức ăn chỉ có thịt bò, thịt cừu và cá chép trên sông Hoàng Hà là những thứ quý lắm. Ăn thì bằng bát lớn, thịt thái những miếng thật to chứ không tinh tế như ở nội địa. Họ lấy ăn no làm nguyên tắc, cơm hạt lớn có tiền cũng không mua được. Ba người vào quán ăn ngấu nghiến một bữa. Lúc ra khỏi quán, Thiết Kỳ Sĩ lắc đầu nói. Vào ăn quán ở đây thật không bằng đem đi ít muối tiêu rồi bắt dã thú nướng ăn còn ngon hơn. Kỳ Giao cười nói. Phải rồi, lão gia. Bỗng nghe sau lưng có mấy người lý la lý lố mà không hiểu họ nói gì. Văn Đế Đế khẽ hỏi Kỳ Giao. Những người đi sau nói gì vậy? Kỳ Giao quay đầu nhìn lại thấy ba đại hán. Nàng nghe một hồi rồi cười đáp. Họ nói tiếng địa phương miền Tây Khương. Ba người này người nước phiên. Thiết Kỳ Sĩ hỏi. Họ nói chuyện gì? Kỳ Giao đáp. Họ bàn chuyện trong khu rừng rậm trên bờ biển Chát Lăng xuất hiện một con tê ngưu vương, gần đây làm hại khá nhiều dân mục xúc. Ngày mai sẽ có rất đông lực sĩ Mông Cổ vây bắt. Văn Đế Đế hỏi. Có gần đây không? Kỳ Giao đáp. Ai mà biết được? Văn Đế Đế hỏi. Tòa thị trấn mà chúng ta trú ngụ không phải là Lăng Hải ư? Kỳ Giao cười khanh khách đáp. Muội tử, ngươi nghe lầm rồi. Chỗ chúng ta ngó tới là Lăng Hải nhưng bọn họ nói Chát Lăng Hải, tức là thêm vào một chữ. Thiết Kỳ Sĩ hỏi. Chát Lăng Hải cách đây bao xa? Kỳ Giao đáp. Chúng ta đi về mé hữu. Người thường phải mất 2 ngày, nhưng chúng ta chỉ nửa ngày là đủ. Nhân dân ở Tây Cương chưa từng trông thấy biển. Họ coi cái hồ lớn là biển. Lăng Hải lớn hơn Chát Lăng Hải. Quãng giữa cách 50 dặm, có sông giao thông với nhau. Hai cái hồ này phát nguyên từ Tinh Tú Hải. Người địa phương nói sông Hoàng Hà có 2 cửa miệng và 1 cái đít. Hai hồ tức là 2 miệng, đít tức là bờ biển. Sĩ ca muốn coi bọn lực sĩ Mông Cổ bắt Tê Ngưu ư? Thiết Kỳ Sĩ đáp. Ta chỉ thấy Tê Ngưu trên bức vẽ chứ chưa thấy con vật sống bao giờ. Kỳ Giao nói. Đã đến đây rồi sĩ ca sẽ được coi giã mã, giã lộc, xà hương và Tê Ngưu. Tê Ngưu cũng lớn gần bằng Thủy Ngưu mà có 1 sừng. Hình thù khác lạ nhưng sức mạnh vô cùng. Nó mạnh hơn Thủy Ngưu nhưng lại ngu xuẩn. Khi nó nổi giận thì cả vách đá cũng đập mình vào. Người săn bắn giết Tê Ngưu thường đứng ở chân núi cao làm cho Tê Ngưu phát cáu. Khi đó Tê Ngưu chúc đầu xuống sông lại như gió cuốn. Người săn bắn tóm được thời cơ nghiêng mình né tránh để chờ lượm lấy khi nó chết rồi. Thiết Kỳ Sĩ cười ha hà nói. Thế thì thú thật, con Tê Ngưu Vương sáng mai này họ muốn bắt chắc là lớn lắm, ta muốn đi coi. Ba người về khách sạn vừa ngồi xuống đã thấy tiểu nhị tay cầm tờ giấy đưa vào nói. Công tử có bạn đến thăm để lại đây. Thiết Kỳ Sĩ ngạc nhiên đón lấy giấy coi thấy viết một hàng chữ.
Bằng hữu, ngày mốt vào lúc giữa trưa chúng ta gặp nhau ở Tê Ngưu Lâm. Tinh tú lão nhân bút. Thiết kỳ sĩ vội hỏi. Tiểu nhị ca, Tê Ngưu Lâm ở phương nào? Tiểu nhị nghe nói biến sắc hỏi. Công tử hỏi cái đó làm chi? Thiết kỳ sĩ đáp. Ông bạn để chữ lại hẹn ta tới hội diện tại Tê Ngưu Lâm vào ngày mốt. Tiểu nhị kinh hãi nói. Tê Ngưu Lâm ở phía tây Trát Lăng Hải, dọc ngang rộng tới 200 dặm. Thông thường không ai dám đến vì đó là địa khu nổi tiếng nguy hiểm. Sao quý hữu lại không nghe ngóng trước? Thiết kỳ sĩ đáp. Cảm ơn tiểu ca, ta biết chỗ đó là hay rồi. Tiểu nhị rút lui, thiết kỳ sĩ đưa mảnh giấy cho hai cô coi rồi trịnh trọng hỏi. Tinh tú lão nhân là ai? Lão chưa gặp ta lần nào mà sao lại ước hẹn đến hội họp ở một nơi đầy nguy hiểm? Kỳ Giao coi giấy rồi ngẫm nghĩ đáp. Tiểu muội có biết lão này? Lão là một trong ba đại kỳ nhân ở Tây Cương. Theo bề bậc võ lâm, lão là nhân vật ngang hàng với lệnh sư cùng gia phụ, nhưng vĩnh viễn lão không rời khỏi Tây Cương. Thiết kỳ sĩ hỏi. Còn hai người nữa là ai? Kỳ Giao đáp. Là Thiên Hà Thượng Nhân và Kim Sơn Tiên Sinh. Có khi vì lẽ sĩ ca đã nổi tiếng anh hùng nên tinh tú lão nhân muốn hội diện. Thiết kỳ sĩ lắc đầu nói. Cuộc ước hẹn này e rằng không phải vì thiện ý. Chúng ta lên đường thôi. Kỳ Giao nói. Hãy khoan, tiểu muội còn muốn hỏi tiểu nhị mấy câu nữa rồi hãy đi. Nàng ra ngoài kêu tiểu nhị vào phòng hỏi. Tiểu nhị ca, mảnh giấy vừa rồi của nhân vật nào đưa tới? Tiểu nhị đáp. Nói lại cứ lúc ba vị vừa ra đi thì chẳng bao lâu có hai người hồi đứng tuổi vào hỏi thăm trưởng quỹ, phải chăng ở đây có một vị thiếu niên xinh đẹp vào trú ngụ? Trưởng quỹ không dám phủ nhận đành phải nói thực. Sau đó hai người hồi tới cửa phòng công tử coi số rồi trở ra. Thiết kỳ sĩ nói. Lát sau lại có người đưa giấy đến phải không? Tiểu nhị gật đầu đáp. Đúng thế, y là một đại hán muốn đem mảnh giấy liệng vào phòng công tử, nhưng trưởng quỹ không chịu, nói là đã khóa phòng rồi. Hắn giao giấy cho trưởng quỹ để truyền đến công tử. Kỳ Giao khoát tay nói. Tiểu nhị, chúng ta đã trả tiền trọ rồi. Lát nữa bọn ta sẽ lên đường, tiểu ca bất tất phải chầu trực nữa. Ba người thu thập một lúc xong ra đi. Bước qua cửa, Văn Đế Đế hỏi. Rừng Tê Ngưu phải chăng là nơi mà bữa mai bọn lực sĩ Mông Cổ sẽ tới săn tê giác? Kỳ Giao đáp. Tuy không ở một chỗ song cũng trong phương hướng đó. Mảnh giấy kia càng nghĩ càng khó hiểu. Tinh tú lão nhân là một nhân vật nổi danh và cố chấp. Tuy lão chẳng phải người chính phái, nhưng cũng không thuộc phe tà môn. Lão ước hội đại ca về vấn đề gì? Địa điểm ước hẹn lại rất nguy hiểm thì tuyệt đối lão không phải vì thiện ý. Thiết kỳ sĩ cười nói. Bọn ta vừa đến Tây Cương tuyệt chưa xảy ra vụ xung đột nào. Trong vụ này chắc có chuyện hiểu lầm gì đây. Chuyến đi này chẳng phải để du sơn ngoạn thủy mà là chuẩn bị bước vào vòng hỏa hoạn. Việc đoạt ẩn hình châu chưa biết có hiệu quả gì không. Kỳ Giao nói. Bản lãnh của Tây Cương tam đại kỳ nhân đều chẳng kém gì lôi hỏa thần và thổ hành thần. Bọn họ đều có chỗ sở trường. Đại ca đến gặp họ hãy đứng ở một bên núi mà nói chuyện. Nếu gặp trường hợp bất đắc dĩ, đương nhiên xảy cuộc động thủ. Ra khỏi thị trấn, ba người thi triển khinh công chạy về phía Trát Lăng Hải. Tuy bọn mục nhân ngó thấy, nhưng bản tính dân biên cương hiếu võ nên chẳng lấy làm chi lạ. Lúc hoàng hôn đã qua một tòa thị trấn này tên là Bắc Mặc Đồ Khố Vận Nhĩ. Thiết kỳ sĩ dẫn hai cô gái vào trấn ăn cơm tối. Tiếp theo lại vượt qua con sông khu giữ lưỡng hồ rồi theo bờ biển Trát Lăng Hải đi về góc tây nam tiến thẳng vào rừng Tê Ngưu. Đoạn đường này khá xa. Ba người này chạy suốt một ngày một đêm. Lúc trời sáng gặp một toán mục dân, hỏi thăm họ mới biết còn cách Tê Ngưu Lâm chừng trăm dặm. Thiết kỳ sĩ nhìn Kỳ Giao nói. Ngày mai mới tới ngày ước hội. Bữa nay mình đi thong thả cũng được. Chúng ta ăn bữa cơm sáng rồi sẽ tính. Chàng mở túi lương khô và xin nước uống của mục dân, đoạn ngồi nghỉ trên đất cỏ ăn sáng. Nhưng vừa ăn cơm xong, bỗng thấy một thanh niên mục dân đi tới.
Không hiểu gã bảo gì, cùng Kỳ Giao lý lố một hồi. Thiết kỳ sĩ bật cười hỏi Kỳ Giao. Kỳ muội nói tiếng của bọn họ rất lưu loát nhỉ. Kỳ Giao đáp. Chúng ta đi chuyến này nhất cử lưỡng tiện. Bọn lực sĩ Mông Cổ săn bắt Tê Ngưu Vương ở rừng Tê Ngưu. Y cho là chúng ta đến coi vụ nhiệt náo đó. Thiết kỳ sĩ nói. Sự thực chẳng thiếu gì người đến coi náo nhiệt. Chương 49, rừng Tê Ngưu, Hào Kiệt gặp Lê Cô. Kỳ Giao lại nhìn thanh niên lý la lý lố rồi quay lại bảo thiết kỳ sĩ. Hôm qua có nhiều người đến rừng Tê Ngưu và đều là nhân vật giang hồ đeo đao đeo kiếm. Thiết kỳ sĩ nói. Mục đích của họ là đến Tây Vực. Ba người ăn lương khô xong lại lên đường. Trước mặt đã ngó thấy ba tòa Mông Cổ bao. Thiết kỳ sĩ giơ tay trỏ rồi cười nói. Đó là nhà người Mông Cổ đi bắt Tê Ngưu. Kỳ Giao nói. Đường xá ở đây thật là vắng vẻ, cả dân mục xúc cũng không thấy. Văn Đế Đế giơ tay trỏ về phía xa xa nói. Chỗ tối đen kia chắc là rừng Tê Ngưu rồi. Thiết kỳ sĩ cười hỏi. Cái đó đã hẳn, nhưng ngọn núi cao kia không biết là núi gì. Kỳ Giao đáp. Đó là trái núi Cát Đạt Tố Tề Lão. Tinh Tú Hải ở phía bắc núi đó. Thiết kỳ sĩ nói. Tên núi ở ngoài biên cương nghe rất cổ quái lại dài dằng dặc, thật là khó nhớ. Kỳ Giao đáp. Những núi này do người Mông Cổ đặt tên, nghe nói trên núi rất nhiều tiên quả và tiên thảo. Cả bốn mùa trong năm đều có người võ lâm lên núi tìm hái, nhưng người vô duyên thì không kiếm được. Thiết kỳ sĩ nói, khi chúng ta ở Tây Vực trở về thử đi du ngoạn xem có thu hoạch được gì chăng. Kỳ Giao bỗng nhìn thiết kỳ sĩ nói, bọn lực sĩ Mông Cổ phát động rồi, bọn họ có 8 người kỳ sĩ, võ công đều vào hàng cao thâm. Phía trước Mông Cổ bao ở đằng xa 8 người kỵ sĩ chạy nhanh như gió thẳng về phía rừng Tê Ngưu. Thiết kỵ sĩ nói. Chúng ta thi triển khinh công rượt theo. Khi đến trước khu rừng rậm 8 tên lực sĩ Mông Cổ lộ vẻ cực kỳ khẩn trương. Kỳ Giao thấy vậy cười nói. Tê Ngưu Vương chưa xuất hiện. Dường như bọn này đã gặp đại địch nên họ kinh hãi. Văn Đế Đế cười hỏi. Chẳng lẽ vừa đến trước rừng đã dẫn dụ được Tê Ngưu Vương ra? Thiết kỳ sĩ nói. Chúng ta đi về phía này, thừa cơ bọn họ chưa ngó thấy, mình ẩn vào rừng để coi nhiệt náo. Ba người liền thi triển khinh công tiến vào rừng rậm nhanh như chớp rồi nhảy lên ngọn cây cao 8-9 trượng. Nơi đây có thể nhìn thấy rõ cả đồng cỏ ngoài rừng, đồng thời quan sát được động tĩnh trong rừng. Đột nhiên Kỳ Giao ngó thấy trong rừng rậm có một vật rất lớn. Nàng không khỏi kinh hãi bật tiếng la. Tê Ngưu Vương ở chỗ kia rồi. Kỳ sĩ hỏi. Ở chỗ nào? Kỳ Giao đáp. Ở khu đất trống trong rừng phía sau chúng ta. Văn Đế Đế và thiết kỳ sĩ liền quay đầu lại, quả nhiên thấy con thú một sừng lớn bằng 3 con thủy ngưu đứng trên khu đất trống cách đó gần chục trượng. Con thú này dài đến 2 trượng, cao hơn 1 trượng, nặng tới 2.000 cân. Thật là một con thú lớn hiếm có. Thiết kỳ sĩ kinh hãi nói. Một thiếu nữ ngồi trên lưng nó. Kỳ Giao ủa, lên một tiếng hỏi. Đúng rồi, vụ này là thế nào đây? Thiết kỳ sĩ khẽ đáp. Người con gái ăn mặc theo kiểu miêu tộc, dường như thị đã nhìn thấy bọn ta. Chúng ta truyền ngọn cây đi tới xem sao. Văn Đế Đế nói, té ra Tê Ngưu Vương là thị, phải coi chừng thị nghĩ ta là thù nghịch. Thiết kỳ sĩ cười nói, chỉ sợ ngôn ngữ bất đồng thành ra hiểu lầm, Kỳ Giao thử nói chuyện với thị xem sao. Ba người nhảy tới gần nhưng không xuống đất, mỗi người đứng trên một ngọn cây. Kỳ Giao cất giọng hòa bình nhìn cô gái trên lưng quái thú hỏi, cô nói chuyện được chăng? Cô gái dường như chưa đến 12 tuổi, dung nhan xinh đẹp. Tuy thì ăn mặc theo kiểu miêu nữ nhưng cũng ra vẻ văn nhã. Thì ô, lên một tiếng hỏi. Các vị là người Hán ư? Kỳ Giao cả mừng đáp. Chẳng những cô biết nói mà lại còn hiểu cả Hán ngữ của bọn ta. Cô gái hỏi. Các vị đến giết Tê Ngưu Vương phải không? Thiết kỳ sĩ cười đáp. Không phải bọn tài hạ.
Cô bé lạnh lùng hỏi. Vậy ra các vị tụ thủ bàng quan, nhưng muốn coi trâu chết hay người chết? Thiết kỳ sĩ đáp. Hay hơn hết là cả hai đừng bị tổn thương, nhưng người ta đồn Tê Ngưu Vương giết hại nhiều người rồi. Phải chăng vì cô nương bày ra kế hoạch đó? Nếu đúng sự thực thì bọn tại hạ lại theo luận điệu khác. Cô bé cười lạt nói. Những người chết đó đều muốn lấy đầu Tê Ngưu Vương, nhất là cái sừng trên đầu nó. Họ còn tệ hại hơn thế. Nếu họ chỉ muốn lấy sừng Tê Ngưu thì ta không cưỡi Tê Ngưu ra ngoài nữa. Thiết kỳ sĩ hỏi. Tám tay lực sĩ Mông Cổ ở ngoài rừng chẳng lẽ đều là người tệ hại? Cô bé lắc đầu đáp. Bọn họ không hiểu những ai bị giết vì Tê Ngưu, chỉ nghe lời đồn là tội ác do Tê Ngưu Vương gây ra. Thiết kỳ sĩ nói. Hiện giờ bọn họ quyết tâm liều chết với Tê Ngưu Vương. Cô bé cười đáp. Ta không cho Tê Ngưu Vương ra nữa thì bọn họ không chết được. Kỳ Giao cười nói. Võ công cô nương quả nhiên phi thường mới có thể thu phục được những con vật khổng lồ này. Cô bé lắc đầu đáp. Tuy ta có võ công mà câu chuyện lại không liên quan đến võ công. Con A Bàn này ta bắt nó từ hồi còn nhỏ đem về nuôi. 4 năm trước mẹ nó bị người ta giết rồi. Đáng thương cho nó, suýt nữa bị chết đói. Văn Đế Đế hỏi. Cô nương chú ngụ ở đâu, trong nhà còn ai không? Cô bé thành thật đáp. Ta có vị sư phó nhưng bị sư bá giam lại rồi, ngoài ra không còn ai nữa. Ta ở hang Tây Nhai, coi chừng các vị không phải người tệ hại, vậy mời các vị về động ăn cơm tối. Bây giờ gần đến đêm rồi. Kỳ Giao nói. Bây giờ hãy còn sớm. Cô bé đáp. Trong rừng mau tối lắm, mà đường hãy còn xa. Thiết kỳ sĩ nói. Hay lắm, xin cô nương dẫn đường cho. Cô bé đáp. Các vị lên ngồi lên lưng con A Bàn này. Nó hiểu ý người, không chạy loạn lên đâu. Ba người từ ngọn cây nhảy xuống ngồi trên lưng trâu. Cô bé kinh ngạc nói. Khinh công của các vị thật giỏi quá. Kỳ Giao cười hỏi. Sư bá cô nương là ai? Sao lại giam cầm lệnh sư phó? Cô bé khẽ vỗ lưng trâu một cái. Con Tê Ngưu Vương lập tức xoay mình chạy đi. Cô quay lại thở dài đáp. Tệ sư bá chắc các vị đã nghe danh. Lão là tinh tú lão nhân, còn gia sư lại là một nhân vật hết thảy mọi người võ lâm không ai biết chân tướng. Vì lão nhân gia phạm vào luật lệ môn phái nên sư bá giam cầm 50 năm. Thiết kỳ sĩ kinh hãi nói. Phạm tội gì mà nặng thế? Giam cầm 50 năm thì giết đi còn dễ chịu hơn. Cô bé đáp. Gia sư lấy trộm biển bức công mà tổ sư đã cấm học. Học được công phu này có thể nhờ một thứ áo đặc biệt gọi là biển bước y để bay lượn trên không gian bằng một tốc độ còn mau lẹ hơn cả chim ưng. Tiểu muội cũng không hiểu tại sao sư tổ lại cấm chỉ không cho ai học môn này. Thiết kỳ sĩ hỏi. Lệnh sư học được chưa? Cô bé đáp. Học được rồi, nhưng gia sư rất tôn trọng sư bá. Lão nhân gia tự biết mình vi phạm môn quy tình nguyện chịu giam cầm 50 năm. Thiết kỳ sĩ hỏi. Có hy vọng được tha không? Cô bé đáp. Có, sư bá đã nói, chỉ cần đả phá được cửa động là gia sư sẽ được tự do. Kỳ Giao hỏi. Cửa động vít bằng đá hay sao? Cô bé đáp. Không phải, trong động vít lại bằng 30 tầng cây lớn, mỗi tầng cây dày 5 thước. Võ công của tiểu muội không thể đả thông được mà lại cấm dùng dao búa, chỉ được dùng trưởng lực. 2 năm nay tiểu muội mới phá vỡ được 2 tầng. Văn Đế Đế nói. Thế thì chậm lắm, cô mà phá vỡ được hết còn phải mất một thời gian chừng 30 năm nữa. Cô bé đáp. Bây giờ có thể mau hơn rồi. Tiểu muội có Tê Ngưu giúp sức. Trong 1 năm nó có thể công phá được 5-6 tầng. Thiết kỳ sĩ cười hỏi. Người ngoài giúp đỡ được chăng? Cô bé đáp. Còn ai chịu giúp tiểu muội nữa? Sư bá không ước hẹn cấm người ngoài trợ giúp. Thiết kỳ sĩ hỏi. Tỷ như tại hạ muốn giúp cô có được chăng? Cô bé kinh dị hỏi. Công tử đã phá được ư? Cần bao nhiêu thời giờ? Thiết kỳ sĩ đáp. Phải coi tình hình cửa động rồi sẽ tính.
Cô bé nói. Nhưng không thể làm lén. Hằng ngày sư bá đều phái người đến kiểm tra. Có lúc chính lão nhân ra thân hành đến nơi. Thiết kỳ sĩ đáp. Không làm lén đâu, đồng thời sáng mai tại hạ đã ước hẹn tương hội với lệnh sư bá. Nếu phá không được có thể tại hạ năn nỉ lão ra cho. Tóm lại tại hạ bảo đảm với cô nương sẽ cứu được lệnh sư phó ra. Cô bé cả mừng nói. Tiểu muội là Lê Cô, quý tính các vị là gì? Thiết kỳ sĩ đáp. Tại hạ họ Thiết, còn hai vợ, một cô họ Văn, một cô họ Hải. Cô bé nói. Té ra các vị là ba vợ chồng. Họ Thiết có một ấn tượng rất sâu xa với tiểu muội, vì có một vị Thiết đại hiệp là người tiểu muội rất kính trọng. Đáng tiếc tiểu muội vô duyên chưa gặp được gặp y. Kỳ Giao hỏi. Cô chưa gặp y mà sao lại đem lòng sùng kính? Lê Cô đáp. Vì tệ sư huynh họ Nam Cung là ái đồ của sư bá. Y đã đến Bắc Kinh phạm vào tử tội, sau được Thiết đại hiệp cứu ra. Tệ sư huynh về có ghé thăm tiểu muội. Y nói Thiết đại hiệp là hào kiệt trong võ lâm đời nay và là đại hiệp khách chân chính trên chốn giang hồ. Kỳ Giao hỏi. Sư huynh cô ở đâu? Lê Cô đáp. Y không ở đây, y là một vị đại tướng quân ở Sơ Lạc Quốc. Văn đế đế kinh ngạc la lên. Y là đại tướng quân ư? Lê Cô ngạc nhiên hỏi lại. Văn thư thư, thư thư có quen biết tệ sư huynh hay sao? Kỳ Giao cười đáp. Bọn ta gặp rồi, y là bằng hữu của chúng ta. Lê Cô vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nói. Nếu vậy chúng ta là người nhà rồi. Tệ sư huynh rất ưa tiểu muội. Nhưng gần đây nghe nói y từ chức đại tướng quân không làm nữa. Chẳng hiểu hiện giờ y ở địa phương nào. Thiết kỳ sĩ ngạc nhiên hỏi. Sao y lại từ bỏ không làm quan nữa? Lê Cô đáp. Y đến Bắc Kinh về rồi từ quan ngay. Có lẽ y không thay đổi được bản tính thích hành hiệp. Cũng vì y hành hiệp qua Sơ Lạc tỷ võ rồi được làm đại tướng quân. Lúc này con Tê Ngưu Vương đã mang bốn người lên một đỉnh núi cao trăm trượng. Lê Cô nhảy xuống vỗ tay nói. Cái động trước mặt kia là nhà tiểu muội đó. Ba người cùng nhảy xuống theo Lê Cô vào động. Cửa động không lớn, trong động cũng không sâu, chẳng có thạch thất chi hết. Ở phía sau có một lỗ tròn để xếp những đồ dùng. Còn một góc thì chất đống những gia thú. Lê Cô nói. Các vị tùy tiện ngồi lên đống gia thú. Tiểu muội đi nướng thịt ăn. Bọn thiết kỳ sĩ ở trong động với Lê Cô một đêm. Sáng hôm sau mấy người lại ăn bữa nữa rồi toan đến chỗ giam sư phụ của Lê Cô thì ngoài động có đám người kéo đến. Đồng thời nghe thanh âm một nhân vật lớn tiếng hỏi. Lê Cô có nhà không? Lê Cô nghe tiếng nhìn thiết kỳ sĩ hỏi. Lạ quá, tại sao tộc trưởng của bọn tiểu muội lại tới đây? Thiết kỳ sĩ đáp. Chắc họ đến để điều tra Tê Ngưu Vương. Lê Cô đáp. Cả sư bá cũng không biết đến Tê Ngưu Vương thì tộc trưởng biết làm sao được. Thiết kỳ sĩ hỏi. Té ra cô vẫn giấu người ta. Hiện giờ Tê Ngưu Vương ở đâu? Lê Cô đáp. Ở trong rừng rậm, không một ai tra ra được. Đồng thời trong rừng rộng mấy trăm dặm Tê Ngưu có đến mấy trăm con. Nhân vật võ lâm thông thường không ai dám tới vì đã nhiều người bị hại. Khu rừng này thành một nơi hiểm địa. Kỳ Giao cười hỏi. Cô còn dám ở đây thì sao tộc trưởng lại không dám đến? Lê Cô đáp. Chỗ này ở ngoài ven khu rừng, và lại tiểu muội đã hiểu rõ những bí mật trong rừng sâu nên mới không sợ. Tộc trưởng chỉ đến được đây thôi. Thiết kỳ sĩ nói. Số người đến khá nhiều. Cô thử ra xem sao. Lê Cô ra ngoài động, bỗng thấy mười mấy nhân vật vừa già vừa trẻ đứng đó. Cô không khỏi giật mình kinh hãi nghĩ thầm. Bao nhiêu tay hảo thủ võ công cao cường đều đến cả đây không hiểu vì lẽ gì. Cô vội nhìn người lớn tuổi hỏi. Thưa tộc trưởng, lão tới đây có việc gì? Dĩ nhiên cô đã biết là chuyện phi thường, nhưng lão nhân kia cũng dùng Hán ngữ đáp. Lê Cô, sư bá ngươi sắp tới đó. Nhưng ta đến trước hỏi ngươi, sáng sớm hôm nay ngươi có gặp một chàng thiếu niên người Hán và hai thiếu nữ cũng người Hán không? Lê Cô đáp. Có, họ làm sao?
Bỗng thanh âm một lão già từ trên không cất lên. Đó là bọn tà đạo gần đây làm hại nhân dân Tinh Tú Hải rất nhiều. Vậy ngươi phải coi chừng. Một lão già từ trên không hạ xuống. Lê Cô tiến lại hỏi. Sư bá nhận được bọn họ ư? Lão nhân đáp. Ta không nhận được, nhưng có mấy người trong tộc thấy rồi, chỉ nói là ba nam nữ thanh niên. Lê Cô nói. Tiểu tử thấy họ không phải là người tồi bại, vậy bọn kia chắc không phải là những người này đã gây ra án mạng. Lão nhân trầm giọng hỏi. Ba người đó ở trong động ngươi ư? Lê Cô gật đầu đáp. Đúng rồi, họ là tân khách của tiểu tử mà cũng là bạn hữu của đại sư ca. Lão nhân quát lớn. Nói bậy, ai bảo gã là bạn của đại sư ca ngươi? Ngươi đem bọn họ ra đây. Lê Cô cương quyết đáp. Không, nhất định bọn này là hảo nhân. Những người sư bá nói đó đúng là kẻ khác. Lão nhân tức giận nói. Ngươi không biết gì hết. Bọn chúng từ Điền Lăng Hải tới mà lại đến phó ước với sư bá. Những nam nữ thanh niên trong họ bị sát 20 mấy người mà ngươi còn bảo chúng là hảo nhân ư. Mau đuổi chúng ra đây. Thiết kỳ sĩ tiến ra cửa động hỏi. Vị này có phải là Tinh Tú lão nhân tiền bối không? Phải rồi, vãn bối vì phó ước đến đây. Tiền bối có điều chi dạy bảo. Lão nhân vừa ngó thấy chàng, cười lạt đáp. Ngươi dám ra là hay lắm, lão phu khỏi phải tiến vào bắt. Tiểu tử, ngươi ở phương nào, coi tướng mạo ngươi ai dám bảo là một tên thái hoa tạc hạ lưu, thậm chí cưỡng hiếp rồi giết người. Chương 50, lão Cao Dương thoát khỏi giam cầm. Thiết kỳ sĩ cười ha hà nói. Lúc này lão nói tàn giáo máng, chỉ sợ kết quả không còn đất để dung thân. Tài hạ họ Thiết đã có duyên gặp đồ Nam Cung Siêu một lần. Tên đạo tặc mà lão trượng nói đó, vãn bối nhất định là người khác, không hiểu lão trượng bằng cứ vào đâu mà trổ mặt tài hạ. Lão nhân cả giận hỏi. Tiểu tặc ngươi tưởng nói quen biết tiểu đồ khỏi chết được ư? Thiết kỳ si dõng dạc hỏi lại. Lệnh đồ ở đâu xin cho ra đây gặp tài hạ được chăng? Lão già cười lạt đáp. Nhất định ngươi đã biết tiền đồ không ở đây nên nói vậy để hòng thoát thân. Thiết kỳ sĩ hỏi. Lão trượng muốn sao bây giờ? Lão già quát. Ngươi ra đây động thủ. Thiết kỳ sĩ cười khanh khách nói. Tài hạ biết rõ là có chuyện hiểu lầm. Nếu xảy ra cuộc động thủ hà chẳng làm tử thương người tốt. Lão nhân lại quát. Đừng dườm lời nữa, bữa nay lão phu không để ngươi được tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Thiết kỳ sĩ biết rằng không giải thích được liền nói. Tài hạ đã biết bên Tây Vực có ba đại kỳ nhân, võ công cao thâm khôn lường. Tài hạ đến đây còn có ý muốn chứng nghiệm, bây giờ xin thế này. Tài hạ cùng lão trưởng giao thủ, nhưng không cho người khác vào đánh hội. Lão nhân cười lạt nói. Lão phu há phải kẻ ỷ vào số đông để thủ thắng. Thiệt kỳ sĩ cười đáp. Tài hạ cũng không muốn làm tổn thương đến người tốt. Lão nhân liền quay lại bảo mười mấy người vừa già vừa trẻ. Các ngươi lui ra nhưng phải chú ý đến cửa động đừng để cho hai đứa con gái đó trốn thoát. Kỳ Giao đứng cửa động cười vang nói. Tinh Tú lão nhân có đem theo Tinh Tú thần kiếm đi không? Cuộc đấu bữa nay không thể khinh địch được đâu. Lão nhân cười lạt đáp. Thần kiếm của lão phu đến mấy chục năm không đụng đến. Bây giờ đối phó với hàng tồi bại như các ngươi, cần gì phải dùng tới thần kiếm? Lão nhìn thiết kỳ sĩ quát. Tiểu tử, ngươi rút binh khí ra đi. Thiết kỳ sĩ cười lớn đáp. Binh khí của tài hạ để ở trong áo lại không cần dùng đến. Lão nhân cười lạt nói. Hiển nhiên ngươi muốn tay không đấu với lão phu. Hay lắm, ta nhường cho ngươi đánh ba chiêu trước. Thiết kỳ sĩ chắp tay lớn tiếng hô. Vậy tài hạ xin thất lễ. Vừa dứt lời chàng đã phóng trường đánh ra. Lão nhân tuy đã phòng bị nhưng không ngờ thiết kỳ sĩ ra tay mau lẹ đến thế. Lão không kịp đón đỡ, vội né tránh sang một bên. Thân pháp của thiết kỳ sĩ thật là xuất quỷ nhập thần. Lão già né tránh chưa dừng lại, chàng đã xoay ra mặt sau đối phương nên chàng phát trường thì e rằng lão không tránh được nữa.
Nhưng chàng ở mặt sau lớn tiếng hô. Tiền bối, một chiêu xong rồi. Tinh tú lão nhân nghe tiếng chấn động tâm thần. Lão quay phát không dè bàn tay thiết kỵ sĩ đã đưa tới trước mặt. Nếu chàng đánh tới thì lão phải mất mạng. Lão già kinh hãi, trong dạ hoang mang rối loạn, đành tung mình lùi lại như con linh xà vọt ra mười mấy trượng. Thiết kỵ sĩ lại hô. Lão tiền bối, chiêu thứ hai xong rồi. Tiếng nói của thiết kỵ sĩ vẫn ở sau lưng lão già. Lần này lão hoảng hồn sắc mặt tái mét. Dường như chàng tiên liệu lão già sẽ tung mình bay lên nên chàng vọt lên cây trước. Động tác của chàng lẹ quá. Bọn thủ hạ của lão chẳng một ai nhìn rõ. Quả nhiên tinh tú lão nhân nghe tiếng nhảy vọt lên. Nhưng lão vừa đạp vào cành cây đã nghe tiếng thiết kỵ sĩ ở trên đầu cười rộ nói. Bây giờ tiền bối ra tay đi. Tinh tú lão nhân binh sinh chưa gặp đối thủ nào lợi hại như vậy. Lão thẹn quá hóa giận, xoay phóng trường, đồng thời lớn tiếng quát. Lão phu liều mạng với ngươi. Hai luồng kinh lực mạnh tựa trời long đất lở rít lên khủng khiếp. Nhưng thiết kỵ sĩ không còn ở trên ngọn cây nữa. Chàng đã hạ mình xuống cười ha hà nói. Tiền bối, tài hạ cũng nhường cho tiền bối đánh ba chiêu. Lão nhân thẹn quá mắt lộ sát khí. Lão hạ mình xuống từ từ đi về phía thiết kỵ sĩ. Văn đế đế đứng ở cửa động không khỏi kinh hãi nhìn kỳ giao hỏi. Thư thư, phải chăng lão sắp ra tuyệt chiêu? Có thể lão thi triển dị tú thần công, nhưng muội tử đừng sợ, lão không phải đối thủ của A Kỳ. Lúc tinh tú lão nhân sắp phát động thế lôi đình, đột nhiên một đại hán tử trong rừng chuồn ra, đại hán này chân bước xiên vẹo sát mặt lợt lạc, cất tiếng run run la lên. Xin sư phó cứu đệ tử. Lão nhân vừa nghe tiếng vội quay phắt lại. Không ngờ lão vừa nhìn thấy đại hán bỗng la hoảng. Siêu nhi. Lão chưa dứt lời đã xoay mình nhảy sổ lại ôm lấy đại hán hỏi. Siêu nhi, ngươi làm sao vậy? Đại hán dường như đã đến lúc chỉ còn hơi thở cuối cùng. Gã nằm cành vào trong lòng lão già, thều thào nói. Sư phó, xin sư phó báo thù cho đồ nhi. Lão già cất tiếng bi ai hỏi. Siêu nhi, làm sao ngươi lâm vào tình trạng này? Thiết kỵ sĩ nhận ra đại hán tức là Nam Cung Siêu mà chàng đã gặp gỡ trong kinh. Chàng nhảy sổ lại phóng chỉ điểm nhanh như gió, đồng thời lớn tiếng quát. Lão tiền bối, lão muốn cho y chết hay sao mà lúc y thở hơi cuối cùng còn hỏi hoài. Lão già nghe nói chợt tỉnh không khỏi chấn động tâm thần, giơ tay toan điểm huyệt. Thiết kỵ sĩ vội cản lại nói. Bắt tắt phải cử động, vãn bối đã làm thay rồi. Lão già ngẩng đầu lên nhìn chàng không biết nói sao. Thiết kỵ sĩ liền nhìn kỳ giao hỏi. Kỳ muội, lại đây mau, kỳ muội hiểu nhiều, có biết Nam Cung huynh bị thương thế nào không? Kỳ giao dẫn văn đế đế chạy lại nhìn kỹ úi, lên một tiếng đáp. Sao y lại chúng phải đãng phách chân nguyên chỉ của thổ hành thần? Tinh tú lão nhân nghe nói toàn thân run bần bật la hoảng. Thổ hành thần ư? Thiết kỵ sĩ không lý gì đến lão, nhìn kỳ giao hỏi. Cứu trị bằng cách nào? Kỳ giao đáp. Chỉ có nội công của sĩ ca là trị được, còn người khác thì đành chịu. Sĩ ca thử sờ xem y còn hơi thở không? Nếu tắt thở rồi là vô phương cứu chữa. Thiết kỵ sĩ đặt tay lên ngực Nam Cung Siêu thở phào một cái nói. May là ta điểm lẹ nên còn chút dư khí ở huyệt đan điền. Kỳ giao nói. Nếu vậy sĩ ca mau vận nội công chút vào nội thể y. Chân khí của sĩ ca vào tới đâu là có thể trực tà công ra ngoài tới đó. Có thể mới giữ được chân nguyên và không tổn thương gì. Thiết kỵ sĩ liền ngồi đối diện với lão già. Tay mặt chàng đặt vào sau lưng Nam Cung Siêu, nhắm mắt tĩnh tâm từ từ chân khí vào. Lạ thay, chỉ trong thời gian uống cạn tuần trà, bỗng thấy toàn thân Nam Cung Siêu run lên, gã đã tỉnh lại. Thiết kỵ sĩ thu chân khí về đứng dậy thở phào một cái nói. Thế là thành công rồi. Tinh tú lão nhân thấy đồ đệ hơi thở đều đặn lại lớn tiếng gọi. Siêu nhi, ngươi làm sao vậy?
Nam Cung Siêu mở bừng mắt ra nhìn tựa hồ vừa gặp cơn ác mộng. Gã kinh ngạc hỏi. Sư phó, đệ tử hãy còn sống ư? Tinh tú lão nhân cả mừng lại hỏi. Siêu nhi, ngươi đã gặp ai? Nam Cung Siêu thở dài đáp. Gần đây đồ nhi nghe nói trên dải đất Ngọc Thụ chết rất nhiều nam nữ thiếu niên mà những người chết đều là tộc nhân của lão gia. Đồ nhi liền suốt ngày đêm đi dò thám xem ai là nhân vật đã gây nên những vụ này. Mãi đến lúc trời sáng hôm nay đồ nhi mới tra ra. Nguyên bọn ba người một trai hai hai đều là yêu nhân và là đồ đệ của thổ hành thần mà lão nhân gia thường nhắc tới. Gã trai kêu bằng. Thiết kỳ sĩ ngồi sau lưng gã nói ngay. Gã trai là thổ hành kiếm tăng chu. Yêu nữ là thổ hành yêu cơ. Nam Cung Siêu nghe tiếng chàng quay đầu nhìn lại vội xoay lưng mình quỳ xuống hô. Ân công. Thiết kỳ sĩ đưa tay đỡ gã dậy nói. Nam Cung huynh làm thế này thì ra người xa lạ. Tại hạ không dám đâu. Tinh tú lão nhân nhảy lên hỏi. Siêu nhi, y là ai vậy? Nam Cung Siêu kinh hãi đáp. Siêu nhi, sư phụ còn chưa nhận ra Thiết công tử ư. Y chính là Ngọc Phụng Hoàng tiếng tăm lừng lẫy giang hồ hiện nay, mà cũng là ân nhân cứu mạng cho đồ nhi. Vụ này ra làm sao? Tinh tú lão nhân mặt đỏ như gấc chín cúi đầu thở dài nói. Thế là ta đáng chết rồi, càng già càng hồ đồ nóng này. Thiết kỳ sĩ cười ha hà nói. Lão tiên bối, câu chuyện vừa rồi chỉ cười xòa một cái là hết, hà tất tiền bối phải quan tâm. Tinh tú lão nhân ngẩng đầu lên hỏi. Thiết đại hiệp bảo lão phu còn cười được ư. Thiết kỳ sĩ cười rộ đáp. Nam Cung huynh là hảo bằng hữu của vãn bối thì chính vãn bối có điều ân hận với lão gia. Tinh tú dương cặp mắt rất to, chiếu ra những tia thần quang. Lão chĩa ngón tay cái lên cất tiếng hiền hòa nói. Hà hà, lão đệ ơi, lão đệ quả là một nhân vật võ lâm không ai bị kịp. Đúng là một bậc đại anh hùng chân chính. Thiết kỳ sĩ chấp tay nói. Lão tiền bối đề cao tại hạ thái quá rồi. Tinh tú lão nhân quay lại quát bọn thủ hạ. Các ngươi về đi thôi. Đây là Ngọc Phụng Hoàng. Chúng ta tìm lầm người rồi. Bọn kia nghe tiếng, vâng dạ rồi kéo đi. Lê Cô ngơ ngẩn đứng thộn mặt ra. Thiết kỳ sĩ vội vẫy tay nói. Lê cô lại đây. Bây giờ không còn chuyện gì nữa rồi. Tinh tú lão nhân nói. Lê Nhi, bất tất phải lại nữa. Hãy trở về động chuẩn bị chút gì ăn. Sư bá mời Thiết đại hiệp vào động chơi. Lê cô cả mừng nói. Sư bá, trong động nhỏ quá. Sư bá bồi tiếp Thiết đại hiệp ở ngoài này thôi. Tiểu tử về mang đồ thôi. Tinh tú lão nhân cười khanh khách nói. Cũng được, cũng được. Lão chưa mời khách ngồi đã hỏi ngay. Siêu nhi, vừa rồi Thiết đại hiệp nói hai yêu nhân đó có đúng không? Nam Cung Siêu liền chờ bọn thiết kỳ sĩ ngồi xuống mới đáp. Đúng rồi, đồ nhi không hiểu công phu của chúng. Sau ba chục chiêu liền chúng phải quỷ thuật. Thiết kỳ sĩ hỏi. Hai tên cẩu nam nữ đó hiện giờ ở đâu? Nam Cung Siêu đáp. Khi tiểu đệ trốn thoát phát giác ra bọn chúng đi về phía Ngọc Môn Quan. Thiết kỳ sĩ quay lại ngó kỳ giao nói. Mục đích của họ hiển nhiên cũng như chúng ta. Vậy chúng ta nên lên đường sớm đi là hơn. Kỳ giao cười đáp. Chậm lại một chút cũng không sao. Bây giờ sĩ ca đã được một tay trợ thủ rất giỏi. Thiết kỳ sĩ nghe nói liếc nhìn Nam Cung Siêu gật đầu nói. Đây quả là tay trợ thủ khó kiếm. Thầy trò tinh tú lão nhân không hiểu hai người nói chuyện gì dường như chưa hoàn toàn chú ý, lão hỏi tới vấn đề khác. Thiết đại hiệp, tại sao ba vị lại biết đến Lê Nhi của ta? Kỳ giao cười đáp. Bọn vãn bối nguyên định phó ước với lão tiền bối, nhưng bỗng nghe nói tám tay lực sĩ Mông Cổ muốn bắt Tề Ngưu Vương, nên tiện đường đi coi náo nhiệt không ngờ lại gặp Lê cô nương. Tinh tú lão nhân nghe nói liền hạ thấp giọng xuống. Thưa ba vị, Tề Ngưu Vương tức là Lê Cô, lão hủ đã biết rồi nhưng không muốn khiến thị phải thương tâm vì thị vốn một lòng hiếu kính. Thiết kỳ sĩ đáp. Tiền bối, câu chuyện của Lê Cô vãn bối đã được nghe rồi, chẳng giấu gì lão tiền bối,
Vãn bối định ngấm ngầm giúp cô một tay vì cô là người rất khả ái. Tinh tú lão nhân thở dài nói. Thiết đại hiệp đã nói ra thì lão hủ cũng không giấu giếm nữa. Sư phó của thị là sư đệ của lão phu. Về tình nghĩa, lão phu không muốn giam giữ y, chỉ vì theo gia quy mà phải làm thế. Đồng thờ biển bức công phu thực tình không thể luyện được, nên tiên sư mới ngăn cấm. Thiết kỳ sĩ hỏi. Công phu đó tại sao không luyện được? Tinh tú lão nhân đáp. Vì công phu này một khi luyện thành, chân tay của tể sư đệ sẽ co lại thành ngắn ngủn và biến ra một kỳ vật quái trạng. Cái đó cũng chưa quan hệ bằng y còn biến đổi tánh tình tệ hại, sẽ trở nên một tên đại ma đầu bay trên không giết người, tàn hại võ lâm. Theo lời gia sư lúc làm chung thì công phu này dễ làm cho thiện lương của con người thành tồi bại. Thiết kỳ sĩ hỏi. Tính tình của sư phụ Lê cô thế nào? Lão nhân đáp. Tâm thuật y không đến nỗi tệ hại nhưng tinh tình nóng nảy, không chịu nghe lời khuyên cáo mới lấy cắp biển bước bí lục. Thiết kỳ sĩ nói. Nếu lão tiên bối chịu buông tha lệnh sư đệ, vãn bối tình nguyện chịu trách nhiệm về hành động của lão. Lão già thở dài đáp. Võ công của đại hiệp lão phu đã lĩnh giáo rồi, quả là thần diệu phi thường. Dù biển bức công phu có là tà môn, lão phu cũng tin rằng đại hiệp khắc chế được. Được rồi, bình sinh lão phu chưa chịu nghe ai, nhưng đây là lần đầu lão phu chịu nhận món nhân tình này. Lão quay lại bảo Nam Cung Siêu. Siêu nhi, ngươi hãy đánh 30 hồi chuông để mở cửa động cho sư thúc. Nam Cung Siêu hỏi. Sư phụ làm như vậy có ý gì? Tinh tú lão nhân đáp. Đó là ám hiệu phóng thích. Sư thúc ngươi ở trong động nghe tiếng chuông liền biết là ta đây giải khai cấm lệnh. Nam Cung Siêu kinh hãi hỏi. Lão nhân gia muốn cho sư thúc tự mình phá 30 tầng cửa gỗ mà ra chăng? Tinh tú lão nhân thở dài đáp. Trừ phi y chưa luyện thành biển bức công, không thì sơn động này không giữ nổi y. Chẳng phải phá cửa động y cũng ra được, huyền diệu về biến bức công là ở chỗ đó. Nam Cung Siêu động tính hiếu kỳ, vội chạy lên vách núi đứng dựng ở phía bắc. Chỉ trong khoảnh khắc thiết kỳ sĩ đã nghe tiếng chuông nổi liên hồi. Chàng tự nhủ. Ta thử coi sư phụ của Lê Cô biến thành quái vật như thế nào. Bỗng thấy Lê Cô xách ra một giỏ tre lớn lật đật đi tới lớn tiếng hô. Sư bá đã rộng ơn cho gia sư rồi. Lão nhân thở dài đáp. Lê Nhi, đây là ta nể mặt thiết đại hiệp. Lê Cô đặt giỏ xuống quay mặt về phía thiết kỳ sĩ nói. Thiết đại hiệp, Lê Cô xin bái tạ đại hiệp. Văn đế đế vội đỡ cô dậy nói. Đây là hiếu tâm của cô mà ra, chẳng những đã cảm động thiết đại hiệp mà còn đồng thời làm cảm động cả đại sư bá. Nam Cung Siêu cũng về tới đã lớn tiếng hỏi. Không hiểu sư thúc đã nghe thấy chưa? Gã vừa dứt lời bỗng trên không có tiếng người cười ha hà nói. Sư thúc ở trên này. Mọi người nghe tiếng ngừng đầu nhìn bỗng thấy trên không một đám đen đang bay. Tinh tú lão nhân quát. Cao Dương sư đệ, sao ngươi còn chưa xuống bái kiến thiết đại hiệp? Bóng đen từ trên cao xoay mình xà xuống như sao xa đúng vào chỗ trước mặt mọi người. Quần hào không khỏi ngạc nhiên khi ngó thấy một thằng nhỏ mình mặt quái y đứng đó, nhưng nét mặt đã già bằng người ngoài 40 tuổi có điều tướng mạo chẳng lấy gì làm khó coi. Lão cất tiếng hỏi. Đại ca, vị nào là thiết đại hiệp? Tinh tú lão nhân rất đỗi kinh dị, nhưng lão nhận ra diện mục liền thở dài hỏi lại. Cao sư đệ có biết tại sao ta lại phóng xá sư đệ không? Lão hài tử hỏi. Phải chăng thiết đại hiệp đã năn nỉ đại ca? Thiết kỳ sĩ cười khanh khách đáp. Khi nào tại hạ dám nhận công lao này, mời cao tiền bối ngồi xuống đây. Lão tiểu hài cười ha hả hỏi. Thiết đại hiệp. Hình thù tài hạ có đáng là tiền bối không? Thôi thế này là xong. Chúng ta kêu nhau bằng huynh đệ được chăng? Lê Cô bỗng nhảy ra hô. Sư phó. Cao Dương thở dài hỏi. Lê Nhi, ngươi cực khổ quá rồi. Hiện nay sư phụ còn thấp hơn cả Lê Nhi. Tinh tú lão nhân thấy Cao Dương lại gần liền thở dài nói. Cao sư đệ,
Nghe khẩu khí sư đệ dường như biến cải nhiều rồi. Cao Dương cả cười đáp. Đại ca ơi, tiểu đệ biến thành người tử tế hay thành kẻ hư đốn? Tinh tú lão nhân cười đáp. Lão đệ hỏi vậy khiến cho tiểu huynh yên lòng. Cao Dương thở dài nói. Đại ca ơi, trải 4 năm rồi, tiểu đệ ở trong đồng chỉ uống nước có khi nước đã rửa sạch ngũ tạng của tiểu đệ. Tiểu đệ cũng biết tự biến tính rồi. Thiết kỳ sĩ nhìn tinh tú lão nhân cười nói. Tiền bối, xem chừng vừa rồi vãn bối nói khoác bảo đảm hành vi của cao lão không đến nỗi thẹn mặt. Tinh tú lão nhân thở dài đáp. Thiết đại hiệp, chúng ta bất phân chia già trẻ nữa. Lão phu cùng siêu nhi và lê cô thành thân phận riêng biệt đã đành. Còn thì nên theo lời cao sư đệ vừa nói. Chúng ta coi nhau là ngang hàng, càng khỏi câu thúc càng hay. Thiết kỳ sĩ cả cười đáp. Đã vậy thì cung kính không gì bằng tuân lệnh. Lê cô liền bày thức ăn ra. Mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện rất vui vẻ. Trời đã quá chưa, thiết kỳ sĩ nhìn tinh tú lão nhân nói. Lão ca ca, tiểu đệ sắp đi rồi, còn một điều muốn yêu cầu lão ca ca được chăng? Tinh tú lão nhân cười rõ đáp. Nói đi, phải chăng lão đệ muốn ta cũng hạ sơn? Thiết kỳ sĩ đáp. Cái đó thì tiểu đệ không dám, chỉ xin cho Nam Cung huynh làm bạn đồng hành.